Hello mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục mang tới cho mọi người một cái mẫu tai nghe có thể nói là ngon, bổ, rẻ trong tầm giá 600.000 đồng ha. Thì đây chính là mẫu Ugreen 2Tune T6. Thì khi mà nhắc tới cái thương hiệu Ugreen thì chắc chắn là các bạn sẽ nhớ tới những cái sản phẩm sạc nè, rồi dây sạc, adapter sạc, pin sạc dự phòng hay là cái củ sạc robot mà hôm bữa mình mới vừa làm review cho các bạn xem ha. Nhưng mà Ugreen dạo gần đây đã tiếp nối những cái người anh em Trung Quốc khác, chẳng hạn như là OK hoặc là Anker, hướng tới cái thị trường âm thanh tai nghe giá rẻ ha. Thì đây chính là một trong những cái mẫu tai nghe của họ. Và cái mẫu này thì mình mua được ở trên Shopee với cái mức giá rơi vào khoảng 600.000 đồng sau khi áp được mã. Vậy thì con này có ngon hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Thì cái mẫu tai nghe này mình đã mở hộp và đã xài trong vòng khoảng 2 tuần qua, cho nên các bạn sẽ thấy là không còn cái seal bên ngoài ha. Mình chỉ show cho các bạn coi cái hộp khi các bạn mua nó được sẽ như thế nào ha. Thì chúng ta sẽ có hình của một cái tai nghe đằng trước nè, và ba cái thứ mà nhà sản xuất muốn nhấn mạnh ở trên mẫu tai nghe này. Cái đầu tiên đó là chúng ta sẽ có một cái hệ thống 6 mic hứa hẹn là mang lại khả năng đàm thoại tốt. Cái thứ hai là khử ồn có công nghệ AI khi cho giúp cho cái việc là nghe gọi nó rõ ràng hơn đó. 600.000 mà có AI không biết có deal hay không, lát nữa mình sẽ nói cho các bạn ha. Và cuối cùng là cái thời lượng sử dụng pin lên tới 30 tiếng đồng hồ, có nghĩa là hơn một ngày kết hợp giữa cái tai nghe và cái cốc sạc luôn ha. Ngay bên dưới các bạn sẽ thấy cái dòng chữ ở đây là Hi-Res Audio Wireless. Thì đây là một cái chứng chỉ cho biết là cái mẫu tai nghe này có hỗ trợ những cái codec âm thanh chất lượng cao, cụ thể ở đây là LDAC nha mọi người. Rồi mặt sau thì là những cái thông tin, cũng các bạn coi qua cho vui thì cũng được. Đó. Bên trong hộp thì chúng ta sẽ có cái tai nghe và cái những cái nút tai để thay thế và một cái dây cáp sạc. Hết rồi, không còn gì nữa. Và đây chính là mẫu Ugreen 2Tune T6. Từ bây giờ mình sẽ đọc là T6 cho nó ngắn gọn ha. Thì cái đầu tiên khi mình mở hộp mình nói luôn đó là mình hơi bị tụt mood, bởi vì cái nhà phân phối họ dán một cái tem nó vô duyên quá mọi người. Dán mà gần như là che luôn cái logo Ugreen rồi, và nhìn vô nó cực kỳ là mất thẩm mỹ ha. Thì cái mẫu này là cái mẫu hàng chính hãng, cho nên là nó sẽ có bảo hành là 24 tháng luôn, là 2 năm đó, mọi người có thể yên tâm sử dụng. Về cái ngoại hình này thì Ugreen đã đi theo một cái hướng khá là an toàn trong 2-3 năm trở lại đây. Đó chính là làm giống như là mẫu AirPods của đến từ Apple. Đó, nhìn cái ngoại hình bên ngoài nè, gần như là giống từ 90% trở lên ha. Vẫn là một cái màu trắng được làm từ nhựa bóng. Và nó sở hữu luôn cái nhược điểm của AirPods, đó chính là cái màu trắng này cực kỳ dễ trầy ha. Các bạn chỉ cần để nhẹ lên bàn hoặc là bỏ trong túi sách thôi là một thời gian sau là sức dâm hết. Nhưng mà do là màu trắng cho nên là các bạn sẽ khó thấy cái sự trầy đó, trừ khi các bạn soi đèn vô thì các bạn mới thấy. Ở ngay mặt trước chúng ta sẽ có logo Ugreen. Chúng ta có một cái đèn báo tín hiệu là đã kết nối hoặc là đã hết pin, thì có hai màu chính là màu xanh với màu đỏ. Ngay bên dưới thì các bạn sẽ có là một cái cổng USB-C và một cái nút reset. Cái nút reset này mình đánh giá khá là cao nha. Thông thường các bạn để ý là trong những cái mẫu tai nghe giá rẻ khoảng chừng 200-300 nghìn, hoặc thậm chí là những mẫu tai nghe 1-2 triệu đi, họ không có cái nút này, cho nên mỗi khi mà muốn reset hoặc là kết nối với thiết bị khác thì phải nhấn giữ lâu trên cái thân tai á, thì nó hơi bất tiện. Đối với mình cái này nó sẽ giúp cho mình thuận tiện hơn trong việc mình đổi nhanh giữa các thiết bị. Ở mặt lưng thì chúng ta sẽ không có cái gì hết, còn cái này, và đây chính là cái bản lề của cái tai nghe này ha, vẫn là nhựa thôi chứ không có kim loại nào ở đây cả. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp ra và nghe cho bạn nghe thử tiếng mình mở hộp nè. Đó, cái tiếng mở hộp nó khá là chắc. Mình đánh giá là cái bản lề này Ugreen làm hoàn thiện khá tốt. Tuy là không có gì quá ấn tượng nhưng mà mình thấy trong tầm giá 600 như vậy là ok. Cái thứ hai là cái lực hút 500 của cái hộp sạc này so với cái tai nghe mình thấy rất là chặt. Trong suốt quá trình mình sử dụng một khoảng thời gian qua đó thì mình chưa hề làm rớt cái tai nghe này ra lần nào, bởi vì cái lực hút nó khá là ok ha. Rồi, và bây giờ sẽ tới với nhân vật chính, mình sẽ lấy tai nghe ra cho các bạn coi luôn. Đây chính là mẫu tai nghe Ugreen T6. Thì cũng giống như là cái hộp thì cái mẫu T6 này cũng được thiết kế theo một cái dạng nó na ná như là AirPods. Bởi vì sao mà cái nhà sản xuất Trung Quốc họ hay làm như vậy? Đơn giản thôi, bởi vì những cái gì mà sự thật nó minh chứng rồi, đã tốt thì mình nên làm theo ha. Thì cái kiểu thiết kế như vậy nó đeo nó sẽ thoải mái tai cho người dùng hơn. Đó, chúng ta sẽ có một cái ống tai khá là dài ở đây. Và đặc biệt là ở phần thân tai các bạn sẽ thấy là ngoài cái logo Ugreen thì ở trên sẽ được vát lõm xuống một chút xíu. Đó, mình sẽ zoom cận cảnh cho các bạn coi ha. Cái việc mà khoét lõm như vậy có một cái ưu điểm, đó là giúp cho các bạn tránh bị nhầm lẫn trong quá trình các bạn sử dụng ha. Đó là bởi vì con T6 này là 100% thao tác
với nó đều là cảm ứng, cho nên các bạn sẽ nhấn chạm, nhấn hai lần ở trên thân tay. Và nếu như không có cái lõm này thì đôi khi chúng ta sẽ không biết là nhấn ở đây có đúng không, hoặc là nhấn trên đây mới đúng. Đó, cho nên vì từ có cái khi có cái lõm này, cho nên các bạn cần chạm vô thôi là các bạn biết là các bạn đã chạm đúng rồi ha. Rồi, về tổng quan thì cái mẫu tai nghe này là một cái mẫu tai nghe dạng in-ear, cho nên các bạn sẽ thấy hai cái nút tai ở đây. Cái lỗ tai của mình là một cái lỗ tai dạng từ trung bình cho tới lớn, và cái nút tai mặc định này thì mình đeo khá là thoải mái ha. Tất nhiên khi các bạn mua về các bạn cần phải đeo thử coi cái nút tai mặc định này nó đeo có êm không, có dễ bị rớt ra ngoài không, nó quá chật không hay là nó quá rộng hay không, thì các bạn sẽ dùng những cái nút tai có trong hộp để thay thế cho phù hợp ha. Bởi vì tai nghe mà dạng in-ear các bạn cần phải tìm cái ear tip nó đúng, bởi vì khi mà đã đúng rồi thì các bạn mới nghe được thoải mái nhất có thể ha. Rồi, xung quanh cái này thì các bạn sẽ thấy là nhà sản xuất để khá là nhiều những cái lỗ nhỏ màu đen là nơi để chứa các micro giúp cho việc khử ồn, bởi vì chiếc tai nghe này có công nghệ chống ồn chủ động ANC ha, và kết hợp với đó là 6 micro giúp cho việc đàm thoại nó tốt hơn. Trên cái tai nghe này thì chỉ có một cái điểm mình chê thôi, đó chính là cái phần tiếp xúc cái chân sạc ở dưới đây nó được làm khá là to và nó hơi mất thẩm mỹ. Đó, cho nên là nếu như mà cái này nó làm nhỏ hơn là một tí xíu á, thì nó sẽ đẹp hơn. Còn lại thì không có gì để chê cả. Một thiết kế không đẹp cũng không xấu. Nó cơ bản và nó dễ đeo. Trong suốt 2 tuần qua khi mình đeo chiếc T6 này thì do mình cũng là một người khá là dễ tính, cho nên là mình gần như không gặp phải bất kỳ một cái sự khó chịu hoặc khó khăn nào trong cái lúc mà mình đeo cái tai nghe này ha. Ngay cả những lúc mà mình ngồi trong văn phòng, hoặc là mình có đeo tai nghe này mình đi bộ, mình đạp xe, hoặc là mình ngồi xe ráp, thì gần như là chiếc tai nghe này bám rất là sát vào tai của mình và không có hiện tượng bị rơi ra ngoài. Đây cũng là một cái điểm cộng ở dành cho con T6 này. Nói về kết nối đi, thì cái mẫu tai nghe này có kết nối Bluetooth 5.3 mới nhất. Trong suốt quá trình mình xài thì mình cũng không gặp phải cái hiện tượng gọi là bị rớt kết nối khi mà mình kết nối với điện thoại nè, kết nối với laptop Windows của mình và kể cả là kết nối với MacBook đó. Cho nên bạn nào mà xài đa hệ máy thì có thể yên tâm về điều này ha. Ngoài ra thì khi mà mình ở trong văn phòng, mình để máy ở một nơi và mình đi xuống một lầu thì cái tín hiệu kết nối nó vẫn ổn, mình còn có thể gọi là nghe nhạc ổn định và không hề có hiện tượng bị rớt tín hiệu. Khi nói về kết nối thì cái mẫu tai nghe này có một cái app cho các bạn có thể điều khiển được chiếc tai nghe T6 này. Tuy nhiên mình lại không hiểu làm sao mà cái app Ugreen Home này hoàn toàn không có trên chợ ứng dụng Google Play của Việt Nam và kể cả thị trường Singapore khi mà mình kết nối qua luôn. Đó, thế mới là hàng chính hãng mà không có. Đây mình search thử cho các bạn coi luôn đây. Đây Ugreen này thì nó hoàn toàn không ra được bất cứ một cái nào, và mình phải lên web. Và mình phải lên web và mình tải về trực tiếp file APK. Và khi mình tải về xong thì cái logo bên ngoài đây, cái dòng chữ để các bạn không thấy là tiếng Trung Quốc ha, chứ không phải là tiếng Anh nữa. Tuy ở bên ngoài tiếng Tàu nhưng mà khi mà các bạn mà kết nối vào á, thì vẫn là tiếng Anh ha, không có tiếng Việt, hơi đáng tiếc một chút xíu. Hy vọng là những cái hàng mà bán tại Việt Nam sau này sẽ có tiếng Việt ha. Khi các bạn kết nối các bạn sẽ thấy được là cái app nó hiện khá là đầy đủ thông tin nha, nhưng mà vẫn còn những điểm chưa được hoàn hảo cho lắm. Chẳng hạn như các bạn thấy là chúng ta có được tên sản phẩm nè, hình ảnh sản phẩm, pin của tai bên trái, pin của tai bên phải, nhưng mà nó lại không hiện pin của cái hộp sạc này. Đó, cho nên là chúng ta sẽ không biết được là cái hộp này còn bao nhiêu phần trăm pin. Thì cái này chỉ là, mình nghĩ là chỉ là mặt phần mềm thôi. Hy vọng là trong tương lai Ugreen sẽ update cái app này lên. Ngay bên dưới các bạn sẽ thấy là những cái chế độ chống ồn, chẳng hạn như chế độ bình tắt nè, chế độ awareness là chế độ mà các bạn có nghe là hear through á, các bạn có thể nghe được bên ngoài rõ hơn. Và cuối cùng là chế độ noise cancelling. Noise cancelling của T6 sẽ có 3 mức độ, đó là mức độ bình thường, mức độ gentle là nhẹ nhàng, mức độ bình thường và mức độ ultra là chống ồn ở mức cao nhất ha. Ngay bên dưới thì các bạn sẽ có là equalizer, là EQ đó, cho các bạn tùy chỉnh. Nhưng mà cái mục tùy chỉnh này thì nó hơi bị ít ha. Chúng ta sẽ có là mặc định nè, tăng bass hoặc là tăng vocal hết rồi. Bên chế độ gaming mode thì khi mà các bạn mà bật chế độ này lên thì nó sẽ giúp giảm tải cái độ trễ, giúp cho các bạn chơi game nó ổn định hơn, đặc biệt là những cái tựa game FPS bắn súng này nọ thì cái tiếng nó sẽ chân thật hơn. Kế tiếp là chế độ Duolink. Thì Duolink này có thể nói là một phiên bản rút gọn của cái giống như là các bạn kết nối đa thiết bị vậy đó, multi device gì đó. Nhưng mà khi mà các bạn bật chế độ Duolink này lên thì các bạn phải hy sinh cái codec Hi-Res Audio, ở đây là LDAC á. Nếu như các bạn mà muốn xài song song hai máy thì các bạn phải tắt LDAC đi. Còn nếu như mà các bạn mà chỉ muốn xài một máy để có một cái chất lượng âm thanh cao nhất thì bắt buộc là chúng ta phải tắt cái Duolink này đi ha. Và kế tiếp đó chính là cái việc gọi là find your earbud, có nghĩa là tìm kiếm tai nghe bị rớt. Ví dụ như các bạn mà bị rớt ở dưới
bàn hoặc là dưới ghế thì các bạn có thể bật cái này lên, các bạn nhấn thì cái tai nghe nó sẽ phát ra cái âm lượng rất lớn cho các bạn tìm được. Nhưng mà cái này chỉ áp dụng được ở trong văn phòng nơi không có quá nhiều tiếng ồn nha mọi người, chứ mà đi ra ngoài công viên mà rớt thì bật cái này lên cũng rất là khó để tìm. Cuối cùng là tính năng Hi-Res Audio, thì như mình có nói lúc nãy là chính năng mà giúp cho cái tai nghe này nhận cái bộ codec LDAC, giúp cho cái việc giải mã âm thanh nó tốt hơn. Bên đây là chế độ Touch Control, thì cái này là một cái mà mình khá là khen con T6 này, bởi vì nó cho các bạn rất là nhiều những cái sự tùy chỉnh riêng biệt cho từng tai ha, tay trái riêng và tay phải riêng. Và đây ở mỗi tai các bạn có tổng cộng là 4 cái thao tác các bạn có thể gán được, bao gồm đó là nhấn một cái nè, nhấn hai cái, nhấn ba cái và nhấn giữ lâu. Đó cho nên là những bạn nào mà thích xài macro, thích mà cái tai nghe, thích mà điều khiển cái tai nghe mình một cách tối đa thì các bạn sẽ thích cái con T6 này. Rồi và cuối cùng thì bên đây sẽ là những cái thông tin về thiết bị và update hết rồi. Nói chung thì cái phần mềm làm app này thì mình thấy nó khá là ổn. Duy có một cái là thể hiện thêm cái pin của cái hộp sạc nữa là ok. Tới cái phần quan trọng nhất của một cái tai nghe đó chính là về mặt chất âm ha. Thì ban đầu khi mà mình mua cái tai nghe này về với mức giá khoảng 600 nghìn thì mình chỉ nghĩ là một chiếc tai nghe dạng phổ thông, nghe tạp ổn là ok rồi, chứ không có đặt quá là nhiều những cái sự kỳ vọng nào cả. Và phải nói là khi mà mình đeo cái tai nghe này lên để mình nghe thì cái ấn tượng đầu tiên của mình về cái tai nghe này là nó tràn trề sức mạnh, nó rất là lực. Khi mà mình để ở chế độ mặc định đi, mình vô thử một cái bài nhạc thì mình đã thấy là cái âm lượng phát ra từ cái tai nghe này nó lớn hơn hẳn so với cái tai nghe trước đây mà mình xài. Và trong suốt quá trình mình test đó thì gần như mình không thể nào để được ở cái mức âm lượng là 100%, bởi vì nó quá là lớn và nó sẽ làm ảnh hưởng tới tai của mình, cho nên mình chỉ để ở mức khoảng chừng 70 hoặc là 80% là mình đủ nghe rồi. Và đủ nghe ở đây không phải là chỉ ở trong văn phòng nha các bạn, và ngay cả khi mình đi ra ngoài đường và kể cả khi mình đang ngồi xe ráp và trời mưa to thì ở mức 80% là mình đủ rồi, chứ 100% thì quá là lớn. Cái lực thứ hai của nó mình muốn nói đây đó chính là cái cách mà nhà sản xuất họ tune cái tai nghe này, nó rất là nhiều bass, hay mình gọi là âm bass đó mọi người. Các bạn nghe bất cứ một bài nhạc nào các bạn không thấy cái tiếng bass của nó là cái tiếng mà cái tai nghe này nó làm ổn nhất. Nó rất là đầy, lực đánh nó xuống sâu. Nhưng mà đối với những ai mà không hay nghe bass thì sẽ cảm thấy là bass này nó đánh nó bị dư quá, nó bị thừa quá và đôi khi nó còn bị ù nữa. Cho nên nếu như bạn nào mà ghét bass thì chiếc tai nghe T6 này sẽ không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho mọi người ha. Ngược lại, bạn nào thích nghe bass, thích nghe nhạc EDM, thích nghe rap hay thích nghe những cái bài mà nó có nhiều âm hưởng đi thì chiếc tai nghe này nó rất là ok luôn. Thì mình đánh giá là trong tầm giá 600 nghìn thì con này nghe rất là ok nha mọi người. Và sau bass thì về phần mặt vocal đi thì mình thấy chiếc tai nghe này nó cũng thể hiện khá là nhiều chi tiết. Giọng ca sĩ mình nghe rất là ok và nó không bị méo tiếng quá là nhiều. Nói chung là đối với một người nghe phổ thông như mình thì mình đánh giá tai nghe này là mình nghe được hầu như là mọi thể loại nhạc từ trước đến giờ của mình. Đó, mình hay nghe nhạc trên Spotify, nghe nhạc trên nhạc của tôi đi. Mình nghe từ rap cho tới pop, cho tới nhạc Hàn Quốc, nhạc Trung Quốc, đó, K-pop luôn. Thì mình thấy là cái tai nghe này đều đáp ứng ổn cho mình. Và cuối cùng là cái giải cao thì mình không có quá là nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá giải cao đâu. Nhưng mà mình để ý là mình nghe nó những cái tiếng nhạc cụ đi, nó vẫn thể hiện khá là tròn vai. Tất nhiên là về cái việc gọi là cái không gian thể hiện của cái tai nghe này nó không quá là rộng đâu. Đó, thì với tầm giá khoảng 600 nghìn thì mình đánh giá là nó ok rồi, 8 trên 10 điểm ha. Về mặt chất âm thì mình còn muốn nói thêm một cái nữa, đó chính là cái việc khi mà mình xem phim đi thì do cái đặc tính của tai nghe này nó nhiều bass, cho nên bạn nào mà thích xem phim ở trên Netflix, những bộ phim bom tấn, hành động siêu anh hùng đi thì chiếc tai nghe này nghe ok la luôn. Cuối cùng là về khả năng đàm thoại ở trên cái tai nghe này. Đây chính là cái thứ mình ấn tượng nhất trên cái mẫu tai nghe này luôn. Có thể nói nha, mình so sánh vậy thì không biết có quá hay không. Những bạn nào mà đang xài Apple AirPods và chiếc tai nghe này song song thì có thể comment bên dưới cho mình biết nha. Nhưng mà mình đánh giá là cái tai nghe này cho một cái khả năng đàm thoại phải nói là rất xuất sắc. Trong tầm giá dưới 1 triệu đồng luôn nha mọi người. Khi mà mình đeo tai nghe này, mình ngồi trong nhà, mình gọi Zalo, gọi Messenger, gọi điện thoại bình thường, nghe rõ ràng, âm thanh nghe rất ok, tiếng của người nói bên kia không hề bị biến âm.
Và ngay cả khi mình đi ra ngoài đường, mình đi ngồi ráp, mình ngồi ráp có ai gọi tới cho mình đi, mình chỉ cần nhấn chạm trên đây mà mình nghe, thì âm lượng cũng giống như cái vocal của người nói đều được tái hiện rất là rõ ràng và gần như không có sự drop nào trong về mặt tín hiệu nha. Nói chung là nghe rất ổn luôn. Và còn đặc biệt hơn nữa, đó là mới vừa cách đây 2 hôm thôi, trời ở Sài Gòn mưa rất là nhiều, mình đeo tai nghe này mình còn trùm thêm một cái mũ bảo hiểm 3/4 nữa, kính mít luôn. Nhưng mà cái sóng Bluetooth khi kết nối với cái tai nghe này vẫn được giữ sự ổn định và mình vẫn có thể nghe được tiếng người nói rõ ràng ở bên kia, dù bên ngoài trời mưa khá là to ha. Thì có thể nói luôn, bạn nào mà có nhu cầu đàm thoại nhiều thì con T6 này là một sự lựa chọn rất tốt cho các bạn trong tầm giá dưới 1 triệu đồng luôn. Chính vì nó có 6 cái mic, chính vì nó có mức âm lượng to cho nên cái khả năng chống ồn của chiếc tai nghe này cũng thuộc loại khá. Nếu như mà các bạn mà bật tính năng chống ồn ANC ở trong app lên đi, như mình nói đi, mà các bạn không bật nhạc đi, thì có thể nói là cái khả năng khử ồn của chiếc tai nghe này cũng sẽ tương đương với những mẫu tai nghe Trung Quốc tầm giá dưới 1 triệu đồng khác thôi, chứ nó chưa thể nào đạt được cái đẳng cấp như là những mẫu tai nghe chuyên chống ồn, chẳng hạn như đến từ Sony, đến từ Bose. Nó tách những cái âm thanh ngắn và dài ra để nó khử ồn, thì cái tai nghe này nó chỉ khử ở mức gọi là bình bình thôi. Khi mình đeo vô bật chống ồn lên, mình sẽ nghe á, một cái tiếng giống như tiếng ve vậy đó, và những cái âm thanh bên ngoài nó sẽ bị nhỏ bớt đi. Nhưng mà khi kết hợp với việc nghe nhạc ở mức độ 80% là mình gần như không thể nào nghe người bên ngoài nói chuyện được, đó là trong văn phòng ha. Còn khi mà mình di chuyển, bật chế độ chống ồn lên, bật nhạc lên 80%, mình vẫn có thể nghe được những tiếng động quá lớn, chẳng hạn như là tiếng xe bus, tiếng còi, tiếng xe cấp cứu đó, thì mình vẫn nghe được. Còn nếu như mà mình ráng mình bật 100% lên thì gần như là mình bị điếc so với thế giới bên ngoài luôn người, mình chỉ nghe có mỗi nhạc mà thôi đó. Nhưng mà mình vẫn không khuyên các bạn xài 100% nha, nó ảnh hưởng tới thính giác của mọi người lắm. Để 80% chống ồn ở mức đó mình thấy nó khá là ok rồi. Và cuối cùng là thời lượng pin. Còn hai tuần T6 này theo nhà sản xuất là sẽ có 30 tiếng đồng hồ sử dụng liên tục. Mình thì mình cũng không test nó có đủ 30 tiếng hay không, nhưng mà mình test bằng cách là mình sạc đầy cái mẫu tai nghe này, mình nghe từ sáng cho tới tối, tới khoảng chừng 7-8 giờ tối, thì cái hộp sạc này của mình nó vẫn còn lại 20% pin. Đó là trong cái giai đoạn mình test nhiều nha, lúc nào mình cũng nghe nhạc xong chuyển qua xem phim xong thì chuyển qua chơi game. Đó, mình test gọi là tối đa luôn thì nó vẫn còn vậy. Còn nếu như mà xét chi tiết hơn thì mình dùng cái tai nghe này, mình nghe nhạc ở mức âm lượng 80% trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì cái mẫu tai nghe này bay mất khoảng 25% pin. Đó, chưa tính hộp sạc nha, chỉ cái tai thôi, từ 100% xuống 75%. Mình đánh giá đây gọi một con số khá là ổn ha. Vậy thì chúng ta có nên mua tai nghe Ukraine 2 Tuân T6 này hay không? Cái đầu tiên mà cần phải nói đó chính là về mức giá. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một cái mẫu tai nghe giá dưới 1 triệu, cụ thể là 600.000 đồng, thì đây là một chiếc tai nghe mình đánh giá là nó khá là toàn diện ở nhiều tiêu chí, bao gồm cả việc thiết kế, bao tới chất âm, tới chống ồn và tới thời lượng pin, và còn nghe gọi nữa. Thì toàn diện ở đây không phải là cái mục nào nó cũng 10 điểm, nhưng mà nó làm tròn vai, mình đánh giá là tất cả những tiêu chí mình giá đều ở mức 8 trên 10 điểm ha. Cái thứ hai, đó là các bạn không quá khó tính về cái mặt âm thanh. Tất nhiên mình nói vậy cũng hơi thừa, bởi vì nếu như một bạn là một người nghe nhạc chuyên nghiệp, các bạn là một người thích nghe nhạc, nghe nhiều thể loại nhạc và có kinh nghiệm về việc nghe rồi đi, thì chắc chắn là các bạn sẽ tìm kiếm những mẫu tai nghe nó cao cấp hơn, khoảng chừng 2-3 triệu và đến từ những cái thương hiệu âm thanh lâu đời ha. Còn với mẫu tai nghe này thì mình đánh giá là nó sẽ phù hợp với đại đa số người dùng phổ thông hiện nay, cần một chiếc tai nghe nó vừa đủ đẹp, vừa đủ bền, nghe vừa đủ hay và có nhiều tính năng hữu ích ha. Và đó là tất cả những gì về mẫu tai nghe Ukraine 2 Tuân T6 này. Bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới mẫu tai nghe này trước khi quyết định muốn mua thì hãy cứ comment bên dưới nha, mình sẽ xem và trả lời câu hỏi cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.